như chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình Tài Tử phiên bản tài năng tổng hợp. Thưa quý vị, đến với chương trình rất nhiều thử thách được đưa ra và mỗi gia đình chúng ta sẽ có cơ hội nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Hôm nay để xem các gia đình có nhận được giải thưởng cao không nhé. Mời quý vị hướng về màn hình để đến với gia đình đầu tiên. Ngày hôm nay Lan Trinh lại tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, đó là mang đến những món đồ vật quen thuộc đến cho gia đình. Mà bên cạnh đó thì sẽ có một cái nhiệm vụ không quen chút nào đối với những đồ vật này. Xin chào cả nhà. Ngôi nhà mà sứ giả ghé thăm hôm nay là của gia đình anh Lương Thái Hòa, 48 tuổi, người vô cùng đam mê đơn ca tài tử. Các thành viên khác gồm mẹ anh Hòa là bác Võ Thị Biền. Cụ bà 89 tuổi này vẫn rất minh mẫn và muốn tự tay thực hiện các thử thách mà chương trình mang lại. Vợ anh Hòa, chị Huỳnh Thị Kim Hơn, 49 tuổi, cùng hai con Lương Thái Bình, Lương Thái An cũng là những nhân tố không thể thiếu để tạo ra tiếng cười ngập tràn cho ngôi nhà này. Gia đình mình thì làm công việc gì ạ? Chị á, thì hồi trước chị đi làm, giờ chị nghỉ rồi. Chị ở nhà chị có xây mấy cái xưởng với cho thuê nhà trọ. Wow. Cái gần đây nhất và cả nhà ngồi tụ tập lại để mà ăn mừng một chuyện gì đó là việc gì? Vô chừng lắm. Chắc có Tết thôi à. Hy vọng cái nhiệm vụ ngày hôm nay Lan Trinh giao cho gia đình đó sẽ mang lại một cái tiệc mừng chiến thắng cho gia đình nha. Em sẽ lấy cái món đồ này ra. Gia đình mình đoán coi là sẽ làm gì ha. Chồng lon. Gì đó là chồng lon hả? Một cái chồng lon 5 cái hả? Chị chồng thử 5 cái lon đi. Thử không? Dễ dễ chả. Lít gì 10 triệu chị nghĩ có dễ quá không? Nhưng mà theo anh thấy giờ là dễ đó, nhưng mà anh nghĩ chắc không có cái gì nữa. Để mà em 6 cái lon thì dễ không? Chị đi về thêm một cái dễ dưới cái. Chưa dừng lại ở đây đâu, nó vẫn còn nữa. Rồi như anh chị thấy mình có thêm một cái bể cá chứa đầy nước và đây phong bì nhiệm vụ của anh chị. Thử thách xếp chồng lon nước ngọt trên mặt nước. Trong thời gian 1 phút, người chơi phải xếp 6 lon nước chồng lên nhau trên nền một cái đĩa thả nổi trên mặt nước. Người chơi được thực hiện nhiều lần trong thời gian quy định. Sau khi xếp xong, 6 lon nước phải đứng vững trong 3 giây là chiến thắng. Luật chơi đã rõ, gia đình nhanh chóng thử sức và người được ưu tiên đương nhiên phải là người lớn tuổi nhất nhà. Xem ra tuổi càng cao thì sự bình tĩnh càng có thừa. Cái thử thách này nói chung là cũng hơi khó mà anh cố gắng hả? Cố gắng mình tập dần. Quyết tâm. Gia đình anh Lương Thái Hòa xin mời. Dạ xin chào cả nhà. Dạ người đầu tiên con xin chào ngoại. Cảm ơn chú Hoài Linh. Ngoại hôm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 90. Rồi thôi giờ hôm nay coi như tổ chức thường thọ cho ngoại đi. Đã. Mình hát tặng ngoại bài đi. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tính, tôi vẫn phải tính mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Nãy bà xã hát tặng ngoại rồi giờ mình hát tặng Quyền Linh với khán giả. Dạ. Quyền Linh. Dạ. Giờ là đại gia mà còn uống được rượu quá nghèo à. Uống chứ để quýnh. Quyền Linh ơi, rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cạn tay năng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ý chân tình. Rượu lạc trang quyên đợi chi sinh dám uống một mình. Chớ đâu dám rót làm bẩn môi người nghĩa khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa.
Cởi áo mão căn đai gỡ chuông hầu cận, mặc quyên áo cơ hàng mừng gặp bạn tương tri. Chén rượu tương phùng quyền linh hải uống cạn đi, nhấp chén hôm nay mình về mình nhớ hoài chương trình gia đình tài tử. Cảm ơn rất nhiều. Mình có thể nói có những giây phút rất là đáng nhớ trên sân khấu này. Còn bây giờ thì chúng ta xem lại 7 ngày qua gia đình đã luyện tập như thế nào. Phụ nữ vốn khéo léo nên chị Hân quyết định thử sức với thử thách của chương trình. Đương nhiên là với sự tư vấn nhiệt tình của anh Hoa. Và kết quả là thành công ngay trong lần đầu tiên chăng? Ôi không, thất bại rồi. Bước sang ngày luyện tập thứ hai, anh Hòa trở lại với vị trí chủ chốt, còn chị Hân cùng con trai trở thành những cổ động viên nhiệt tình. Và để tiếp thêm sức mạnh cho chồng thì hẳn đây là ly nước ngon nhất thế gian rồi. Hôm nay sau giờ cơm tối, anh Hòa và chị Hân quyết định so tài cao thấp. Ai thất bại sẽ phải nhận phần rửa chén. Trọng tài và quay phim chính là hai cậu con trai. Một người đã thất bại, người còn lại thì như thế nào đây? Nè, coi tao làm từ coi một chắc nè. Cuộc thi kết thúc, kết quả là màn rửa chén không thể tình cảm hơn của cả hai vợ chồng. Anh cố gắng anh làm cho thành công nha. Ngày luyện tập thứ 5, gia đình vẫn chưa thành công lần nào. Không khí luyện tập vô cùng ráo riết khi mà thời gian luyện tập không còn nhiều. Đúng lúc đó thì... Quyên hả? Vô kinh. Anh đang tập cái chương trình gia đình tài tử. Tới năm lon là nó muốn dẹo mà không được ra. Nó đông đông vậy mà được đó Cưng ơi, chứ nó thẳng đứng là nó nghiêng là nó đổ liền à. Sự xuất hiện của vị khách có lẽ đã mang lại may mắn cho gia đình anh Hòa khi mà... Rồi, chúc mừng anh. Chúc mừng anh, trời giỏi quá. Nói gì chắc Hơn phúc rồi. Và đương nhiên, trò chơi thú vị như thế này, vị khách cũng muốn được thử sức. Một tay mình để lo, một tay mình dựng cái dĩa, nó sẽ không quay. Vậy thì không biết anh nghe lon ton là anh bị ám ảnh luôn. Ngủ không nghe vậy luôn. Uống bia, mình uống bia thì cả 10 lon uống được. Này sao 7 lon khô quá. Lon ton, em tưởng thôi nè, anh đang chọn mấy cái lon bia mà uống xong. Rồi, vô rồi bắt đầu để dĩ vô đi. Đã hơn 11 giờ khuya, anh Hòa và chị Hân vẫn miệt mài với những lon nước ngọt. Mình rút đi còn ngủ quá. Lấy tập luôn. Cái không thằng à. Trong lúc đó thì có người đang mơ về chiến thắng. Tuy nhiên mọi chuyện chẳng dễ dàng tí nào. Bên dậy quá làm được nè bên. Đó mà giờ nó đứng đây nè. Đó vào mà nó đứng nè. Nãy em thấy đứng rồi mà. Rồi. Bên. Dạ
chắc hơn được ba hơn ba giây rồi nè, một phút bốn mấy giây. 7 ngày tập luyện, thành công có, thất bại cũng có. Liệu trong ngày quyết định, gia đình anh Lương Thái Hòa có vượt qua được thử thách của chương trình? À, qua sự luyện tập thì Quỳnh Linh tin rằng gia đình sẽ thực hiện được thử thách của chương trình. Chúng ta sẽ đón nhận thử thách. Thử thách xếp chồng lon trên mặt nước. Trong thời gian 1 phút, người chơi phải thả đĩa nhựa lên mặt nước, sau đó xếp chồng 6 lon nước lên trên đĩa nhựa thành một cột thẳng đứng. Sau khi xếp xong, chồng lon phải được đứng vững trong thời gian là 3 giây thì công nhận chiến thắng. Và bây giờ gia đình sẽ cử ai để chinh phục thử thách này? Mình thì ban đầu mình đăng ký nhưng mà tính mình không có được bình tĩnh, thì nhờ chồng, ảnh bình tĩnh, ảnh kiên nhẫn nên ảnh sẽ chiến thắng. Sẽ chiến thắng. Nói nhỏ Quyền Linh nghe thôi nha. Dạ. Cách đây mười mấy năm là mình không có cho chồng mình ngủ chung với mình. Mình chỉ ngủ một mình thôi. Tại sao? Nói nhỏ thôi nha. Hôm nay chồng mình mà chiến thắng á, mình sẽ cho anh ngủ một đêm hôm nay thôi. Trời ơi. Rồi hôm sau thì trả về vị trí cũ. Trời ơi, món quà này lạ lắm. Nếu mà chiến thắng thì cho ngủ chung, không chiến thắng ngủ ngoài đường. Anh Hòa đã sẵn sàng. Dạ sẵn sàng. Mời anh bước lên phía trước. Gia đình hãy chia sẻ đồng viên cho anh Hòa. Anh ơi, cố gắng nha, tối nay về em cho ngủ chung với em bữa nha. Ok em. Cố gắng chiến thắng nha. Dạ. Đó là những động viên từ gia đình. Anh Hòa đã sẵn sàng. Dạ. Chừng nào anh nói bắt đầu được, Linh sẽ cho bắt đầu. Dạ rồi, được rồi anh Linh ơi. Một phút để hoàn thành thử thách của chương trình. Một phút bắt đầu. Không biết anh Hòa có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không. Sau khi các lon đã để lên thẳng đứng, Quỳ Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu như nó ngã thì không được tính, nếu như không ngã thì anh sẽ chiến thắng. 40 giây. 1. Chưa, vẫn còn thời gian. Vẫn còn 30 giây anh. Bình tĩnh. Chúng ta còn 20 giây. Bình tĩnh anh. 15 giây. 9 7 6 5 4 2 1 Lý do tại sao ở nhà anh làm được mà ở đây không làm được? Chắc lẽ mình nghĩ cái áp lực Quyền Linh. Không, như dù sao thì ngày hôm nay cũng thật là vui. Một cái ngày rất là đáng nhớ. Chúc cho cả gia đình chúng ta sẽ thành công hơn nữa trong cuộc sống. Chúc hạnh phúc. 1 triệu đồng, phần quà của chương trình dành cho gia đình. Gửi tặng gia đình. Như vậy là những giây phút căng thẳng hồi hộp đã trôi qua quý vị. Anh Hòa không chinh phục được thử thách của chương trình và giá trị giải thưởng 10 triệu đồng cũng đã vượt khỏi tay. Nhưng dù sao cũng 1 triệu đồng, đó là món quà của chương trình dành cho gia đình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với gia đình nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình.